Cùng chung với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đang đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 với niềm hân hoan, phấn khởi khi đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Để thu được những trái ngọt đó, không thể thiếu sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên và các em học sinh. Năm học 2023-2024 là năm thành công rực rỡ của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Hưng Yên khi mang về 60 giải, tăng 25 giải so với năm học trước. Đây cũng là năm học không thể quên với đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử. Dưới sự hướng dẫn bồi dưỡng của cô giáo Ngô Thị Mơ, 100% thành viên của đội tuyển đều đoạt giải, trong đó có 3 giải nhất là Tạ Thị Ngọc Lê, Đặng Phương Nam và Phạm Thị Thương. Nếu không đam mê thì chúng ta sẽ rất dễ cảm thấy môn lịch sử chỉ là một môn học thuộc và rất là nhàm chán. Bọn em sẽ vận dụng những khả năng logic cũng như là tư duy của mỗi cá nhân để có thể làm một bài sử một cách hoàn thiện nhất. Lê Quang Huy, lớp 11A5, là một trong những học sinh nổi tiếng tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Mỹ Hào, khi vừa giành vòng nguyệt quế tuần cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Năm học 2022-2023, Huy giành giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học và giải triển vọng tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học. Không chỉ là học sinh xuất sắc học tốt tất cả các môn học, Huy luôn hòa đồng và giúp đỡ các bạn học. Em đã dành phần lớn số tiền thưởng để chia sẻ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Với những thành tích tiêu biểu trong học tập, Huy đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh, cấp trung ương. Em nghĩ là em cần tích cực tham gia hoạt động, các hoạt động trên trường, các hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ trong trường và có thể là tham gia những cái hoạt động thiện nguyện của đoàn nữa để có thể đóng góp những cái giá trị cho cộng đồng. Sự thành công của các thế học trò không thể thiếu những người thầy truyền lửa như cô giáo Nguyễn Vũ Ánh Tuyết, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Các nhóm học sinh do cô Tuyết hướng dẫn năm nào cũng đoạt giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh phổ thông, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh và được lựa chọn đại diện tỉnh Hưng Yên thi cấp quốc gia. Đặc biệt, sản phẩm Hestmouse đã vượt qua đại diện đến từ hơn 30 quốc gia để giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic sáng tạo và phát minh thế giới 2023. Tôi không đặt quá cao về cái việc mà các bạn sẽ có những cái thành tích về giải thưởng này nọ. Hy vọng là qua những cái đề tài nghiên cứu như thế, các bạn sẽ học hỏi được từ các nhà khoa học về cái kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, cách mà trao đổi vấn đề, tích lũy được rất là sớm một cái lượng kiến thức khoa học mới mẻ. Không chỉ có cô Tuyết, em Huy mà gần 400.000 giáo viên và học sinh trên toàn tỉnh vẫn đang không ngừng nỗ lực học tập nghiên cứu, góp phần làm rạng rỡ những trang vàng truyền thống hiếu học của quê hương Hưng Yên.